Hi. Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại cùng với video của em Hải sau phiên giao dịch ngày hôm nay. À, hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới anh chị một cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành phân bón. Như thumbnail anh anh chị để như thumbnail anh chị cũng thấy đúng không anh chị? Đó chính là cổ phiếu DVM thì theo thumbnail thì em có ghi là cổ phiếu DPM có khả năng là giống DCM không anh chị DCM là cổ phiếu phân bón dầu khí Cà Mau thì đã có những cái nhịp tăng rất là tốt anh chị từ vùng đáy lên tới và trả vượt đỉnh luôn và sau đó đang có những cái nhịp là test đỉnh trở lại anh chị nhé đấy thì thì với DPM thì sẽ có những cái câu chuyện đó hay không thì chúng ta sẽ cùng vào xem xét với DPM anh chị nhé trước hết thì đó sẽ là về xu hướng về xu hướng ở khung đồ thị ngày, chúng ta đang thấy được là Arun uh, Arun cộng đang ở trên vùng 100 và Arun trừ đang hướng bắt đầu hướng về vùng là 0% anh chị. Thể hiện là một cái xu hướng tăng sắp tới của DPM anh chị nhé. Cái thứ hai đó chính là chỉ số về DM DMI. DMI thì chúng ta đang có ADX cộng đang nằm trên ADX trừ và nằm rất là xa anh chị ha và đang bẻ ra. Đấy ADX cộng bẻ lên trên và ADX trừ là cắm xuống dưới anh chị. Thứ thứ ba đó chính là cái chỉ số ADX anh chị nhé, chỉ số ADX là cái chỉ số Cái đường màu màu xanh này nè anh chị Nó đang có xu hướng là lại lên à, Nó đang có xu hướng là lại lên Khi mà nằm vượt lên trên 20 Thì có thể là sẽ báo hiệu cho Cổ phiếu này sẽ vào cái xu hướng tăng Anh chị nhé Rồi với à, Vậy thì với điểm mua của DPM thì nó sẽ như thế nào anh chị Và khi chúng ta đi qua xu hướng rồi Thì chúng ta sẽ thấy được là Uh, DBM là đang có thể hiện một cái xu hướng tăng rồi đúng không? Vậy thì hôm vậy thì hôm nay nó diễn biến như thế nào anh chị? Hôm nay thì đã sau buổi sáng có những cái phiên mà bùng nổ anh chị, có những có những cái phiên gọi là sáng buổi sáng là đã có những cái phiên FOMO. Tuy nhiên sau đó là đã bị bán trở lại và đang tạo một cái nến uh, nến, nến bán khá là mạnh anh chị nhé. Và theo em là khả năng là DBM nó sẽ chưa đi được liền. Với cái volume như thế này thì có thể nó sẽ phải điều chỉnh test trở lại anh chị trước mắt đó, đó, sẽ là vùng 34.8 thứ hai đó sẽ là vùng 34.2 khi mà có những cái nhịp mà điều chỉnh về vùng giá là từ 34.7 anh chị đấy 34.7 thì anh chị có thể mở mua ở đây một phần anh chị nhé đâu đó sẽ là 30 tới 50 ở đây nếu mà nó có những cái nhịp tiếp theo về lại những vùng 34.2 thì anh chị thể mở mua cái phần còn lại cho em ở đây anh chị nhé giả sử nếu mà nó chỉ về tới 34.7 sau đó nó bật lên và đang tiến về những vùng cản và sau đó break lên cản anh chị thì chúng ta sẽ mua 30% ở những cái vùng mà khi nó break lên cản anh chị ha và 20% còn lại nếu anh chị có thì anh chị có thể là dùng để mà mua khi mà nó có những cái nhịp điều chỉnh trở lại những cái nhịp test đỉnh trở lại khi mà uh, DPM đã break đỉnh rồi anh chị ha về cái mức độ an toàn thì em đang đánh giá với DPM thì những cái điểm mua mà em báo với anh chị ấy là những cái điểm mua rất là an toàn anh chị bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang thấy được là DPM đang có những cái xu hướng là muốn là nằm trên được cái giao găm hỗ trợ ở khung tuần anh chị đâu đó là quanh vùng giá là 35 anh chị ha đây những cái vùng này là những cái vùng hỗ trợ của DPM rồi cho nên là theo em thì cái điểm mua Quanh vùng giá là 34.2, quanh tới vùng giá là 34.9 là những cái điểm mua an toàn mà chị anh chị có thể mua gom được. À, tuy nhiên thì em sẽ muốn khuyến cáo với anh chị một điều rằng đó chính là việc mà DPM ở khung độ thị tháng anh chị nó sẽ không được chạy, nó không được mạnh như là độ cổ phiếu của uh, đạm Cà Mau DCM anh chị nhé. Bởi vì là với DPM là nó đang có những cái dấu hiệu là đang muốn đâm vào mây anh chị, nó đi trong mây và và một cổ phiếu kia mà đi trong mây á, thì cái xu hướng nó vẫn lại sẽ là xu hướng tăng tuy nhiên là cái nhịp tăng của nó sẽ rất là chậm anh chị nhé nó sẽ đi lại 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 từ từ thôi chứ nó không sẽ tạo tăng bốc được như DCM DCM tăng bốc được bởi lý do đó chính là việc mà nó nằm trên được cái vùng mây anh chị ở vùng mây này là mây tháng nó thể hiện cái lực cầu rất là tốt cho nên là nó cũng đã thể hiện vào cái câu chuyện đó chính là ở khung đồ thị daily DCM đã có những nhịp tăng rất là tốt anh chị ha Đấy, thì thì theo em là với những cái góc nhìn là về cổ phiếu uh, uh, DPM này thì những cái vùng mà chúng ta có thể giải ngân là quanh từ vùng giá là 34.2 tới vùng giá là 34.8. Ở những cái vùng giá 34.2 anh chị có thể giải giải ngân mạnh chị nhé. Ở những cái vùng giá như là 34.8 thì anh chị giải ngân tối đa cho em là 50% thôi từ 30.6 tới 30.8, 50%. Sau đó khi mà về những cái vùng quanh vùng giá là 34.25 như thế này, 34.3 thì anh chị có thể mua 50% còn lại. Còn khi lên cao thì anh chị hãy mua ít lại anh chị ha. Càng lên cao thì chúng ta sẽ cố gắng là mua ít lại. À, bởi vì càng lên cao đơn giản thì anh chị là sẽ càng rủi ro anh chị ha. À, và đó là những cái chia sẻ của em về cổ phiếu ở DPM anh chị. À, nếu mà anh chị thích thì anh chị có thể là để lại cho sau khi mà anh chị có hết video này thì anh chị có thể để lại cho em hãy những lượt like, những trái tim màu tím cũng như à, nếu mà cái anh chị có thể mua cổ phiếu này rồi á nghe khuyến nghị của em và mua cổ phiếu này thì anh chị khi mà có lại thì anh chị có thể mời cà phê em hải anh chị nhé em cảm ơn anh chị rất nhiều và cũng nói thêm về một cái số câu chuyện về uh, ngắn hạn ngày mai À, anh chị. Hề về ngày mai sẽ bắt đầu có những cái dấu hiệu mở khách sạn ra ở khung đồ thị ngày, với DV, DPM DV, đâu đỏ ở vùng giá là 35.6, à 33.6 anh chị. Em xin lỗi, 33.6. Tuy nhiên khả năng là sẽ không về ở đây anh chị, sẽ năng là không về ở đây mà về cùng lắm là vùng giá là 34.2 anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản thôi là vùng này đang là vùng hỗ trợ rất là cứng. Thế đấy, vùng hỗ trợ rất là cứng cho nên là nó sẽ có những cái nhịp hút về nhưng mà Uh, nó sẽ không hút mạnh chị mà đâu đó nó sẽ hút về từ từ nhỏ nhỏ rồi sau đó nó lại đi thôi đấy thì đâu đó những cái vùng mua giá là 34.6 là anh chị có thể bắt đầu chú ý được với con cổ phiếu DPM này rồi anh chị nhé hôm nay là một cái cây nến uh, bán uh, có những cái doanh nghiệp FOMO buổi sáng nhưng mà nó không break được đỉnh anh chị nó không có break lên được và sau đó đã bị bán trở lại và một cái cây nến đỏ bán khá mạnh volume khá lớn anh chị Đấy, nhìn chung thì đây là một cái volume khá lớn đấy, cho nên là cái những cái nhịp sâu đó là những cái nhịp test lại chỉnh đỏ lại của cổ phiếu là rất là bình thường và đó chính là những cái cơ hội để anh chị mua vào anh chị nhé. À, thì em cũng xin phép là kết thúc cái video uh, nhận định về cổ phiếu DPM này ngày hôm nay. Uh, hẹn gặp anh chị vào những cái video cũng như livestream sắp tới anh chị. Uh, chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân anh chị nhé. Chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại.